Phần 2 là mời các bạn nghe đây. Em test con 101MMG cùng với BOTA 55. Cà phê không đường. Từng lần nhìn em lên chiếc áo công tư, từng thì thầm cùng em bên ly cà phê không đường. Rồi một ngày đẹp trời cùng nhau đi đó đi đây, vậy mà sao hôm nay em bỏ lại tôi nơi này. Từng lần nhìn em lên chiếc áo phông xương, từng thì thầm cùng em bên ly cà phê không đường. Ngày dài sau cuộc đời vì em cô gái cứ xa, nhìn lại chẳng đừng qua chỉ còn tôi nơi đây. Lần thầm nhìn ai mang bóng xe đông đưa cô dâu đang bước theo chồng.